sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng sản phẩm máy quét mã vạch 1D MS5145 có dây của hãng Honeywell. Dòng sản phẩm này được thiết kế phù hợp với các nhu cầu bán lẻ và cũng có. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm MS5145. Đầu tiên, chúng ta có dây kết nối máy tính, máy quét. Cấu tạo của máy nhỏ gọn nhẹ, thiết kế dạng tay cầm đứng, dễ dàng sử dụng, chất liệu nhựa thân thiện, phù hợp với môi trường bán lẻ và kiểm kho, khả năng chịu va đập ở độ cao 1,5m. Tính năng sử dụng đọc mã vạch 1D, quét đơn tia, có hai chế độ đọc, đọc tự động và đọc được chỉ định. Cổng kết nối USB RS232, RS485, máy phù hợp với tất cả các nhu cầu quét mã vạch trong bán lẻ và cửa hàng kiểm kho. Rồi, như vậy vừa rồi mình đã giới thiệu mọi người dòng máy quét MS5145 của hãng Honeywell. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc cần tư vấn về sản phẩm này thì hãy liên hệ qua số hotline 1900 3438 hoặc truy nhập vào các đường link bên dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp mọi người ở video sau.